Hôm nay ấy, mình có mời một chuyên gia chuyên về tư vấn setup các cái tòa nhà rồi các cái hệ thống căn hộ dịch vụ ở trong Đà Nẵng ra. Hiện tại thì bạn Nam đã và đang tư vấn cho rất nhiều các cái chủ đầu tư các cái tòa nhà. Bạn ấy có khả năng tư vấn giúp cho các cái chủ đầu tư đưa các cái tòa nhà của mình chuyển đổi công năng và khai thác hiệu quả hơn. Thì hôm nay với cái tòa nhà của mình ở đây thì mình cũng mời Nam đến để tư vấn giúp mình một cái tòa nhà 85m² ở một cái khu vực ven đô của thành phố Hà Nội. Hiện tại thì mình đang thiết kế cái nhà này 85m² theo dạng căn hộ studio, mỗi tầng là 2 phòng. Xin lỗi mọi người vì hiện tại là đang đứng ở ngoài đường nên là phương tiện đi lại thì có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng video của chúng ta một chút. Nhưng mà không sao, ngày hôm nay chúng ta sẽ được chuyên gia trực tiếp tư vấn cho mình hệ thống các cái căn phòng, căn hộ của mình ở ngoài Hà Nội này. Làm cách nào để có thể có được một cái tòa chung cư mini đem vào khai thác sử dụng một cách tối ưu nhất, hiệu quả nhất về mặt kinh tế và công năng sử dụng. Thế để hôm nay thì rất là cảm ơn Nam đã đến và chia sẻ, thì cũng mong rằng là Nam chúc mừng bạn, chúng ta cùng đi vào bên trong ha, đi vào thực tế. Thì okay. Cái tòa nhà của mình ở đây thì mặt tiền nó là 4m và sâu là 21m3. Thì hiện tại thì đang trong quá trình xây dựng nên là nhìn nó vẫn còn có thể là nó hơi nhếch nhác và hơi bề bộn một chút. Thế nhưng không sao, với chuyên gia thì chắc chắn rằng là đây là đi thực tế, thực địa thì mới thấy được mọi vấn đề. Với thực tế thì bán vẽ thì nó cũng khó hình dung đúng không? Dạ. Nhưng mà khi mà đi thực địa thì mình thấy nó sẽ dễ hơn. Thì bước 1 vẫn là bước đi khảo sát. Thì sau khi được bạn Nam dẫn mình đi khảo sát bên cái huyện Hòa Đức đúng không? Huyện Hòa Đức này thì Nam thấy rằng ở đây là một khu vực rất là tiềm năng về phân khúc vừa phải thôi, chứ không phải phân khúc về căn hộ dịch vụ cao cấp. Mà phân khúc vừa phải thì phải cần những cái công năng tối ưu, tức là nó sẽ phù hợp với những cái các bạn trẻ, các gia đình trẻ với phân khúc túi tiền vừa phải, chứ cùng túi tiền mà cao cấp như luxury như ở Đà Nẵng hay là những cái căn hộ dịch vụ khác thì nó chưa phù hợp. Thì sau khi khảo sát rồi thì mình nhận định được khách hàng như vậy rồi, bắt đầu là mình phải phân bố, mình chia sẻ cái phòng, chia cái số phòng ra cho với cái diện tích vừa phải, và sau đó nó tối ưu được công năng và gia tăng được cái doanh thu của cho chủ đầu tư. Thì theo kinh nghiệm của Nam thì ở như đây là một gọi là mặt tiền đi, thì mình không thể nào mà mình để cái mặt tiền này nó thoáng để giữ xe được thì nó rất là lãng phí. Do đó theo kinh nghiệm của Nam thì mình phải làm một cái mét, một khoảng mét, một vách ngăn một mét để dẫn cho xe máy nó đi vào bên trong gửi xong đấy. Còn cái mặt tiền là một mặt bằng kinh doanh đó. Làm một bằng kinh doanh thì nó sẽ phù hợp hơn và được cái doanh thu nó sẽ cao hơn ha. Thì mình nhớ rằng mình để một lối đi khoảng một mét thôi thì mình để là mặt kinh doanh của mình, và ở ngoài mình dùng cái khóa thẻ từ vân tay hết ở ngoài trong một mét để toàn bộ là khai thác căn hộ dịch vụ xe máy mình đưa hết bên trong, đưa hết về trong, mọi người vào hết bằng sau. Thì cái ở như ở cho kinh nghiệm của mình ở nơi khác thì cái mặt tiền luôn luôn là cho thuê có giá hơn, nó giá cao hơn. Do đó mình hãy đừng tận dụng để xe máy ở ngoài, vì xe máy để trong an toàn. Rồi, tuyệt vời quá. Rất nhiều người mình thấy là người ta để luôn cái khu vực này làm cái khu vực để xe bên ngoài. Đúng rồi, mình phải ngăn vách lại để một lối đi một mét thôi. Rồi đi khi mà vào trong đây thì ở dưới này là tập trung hết về cái giải pháp xe máy cho những căn hộ ở trên. Thì theo kinh nghiệm của mình thì mẫu xe máy nó chiếm diện tích khoảng 1,5m, nhưng mà tỷ lệ họ đi làm hay thì qua đêm thì khoảng 70% thôi, 70% số xe máy. Như vậy mình tính tâm mình bao nhiêu sản phẩm, mình bao nhiêu con người lưu trú ở đây, bắt đầu mình tính mất mặt độ xe máy. Nhớ là 1,5m² là một xe máy, nhưng mà rất là thoải mái rồi đó. Nhờ còn lại là nếu mà tính cái mặt độ nó áp dụng khoảng 70% của cái mặt độ đó là đủ ha. Thì nếu mà bạn tính thấy nó phù hợp ok đó thì cái một bạn ngăn đây một vách để làm một cái phần nhỏ nhỏ studio ở đây hoặc là gác lửng ở đây phía sau cùng. Nếu mà mặt độ đủ cái này thì nó cơ động thôi, ngăn vách một cách cơ động.
thì đây cũng tăng thêm được doanh thu phía một cái phòng ánh sáng phía sau nếu mà căn vừa vừa thôi. Có nghĩa là mình tính toán cái lượng người ở phía trên, tính cái lượng xe, nếu mà thừa rồi thì ở đằng sau này nên làm một phòng nữa. Một phòng. Tức là cái vách này mình không, cũng không nên là xây cố định. Không nên xây cố định. Ví dụ có thể linh động tháo dỡ được. Linh động tháo dỡ, tháo dỡ. Thì nếu mà vừa đủ công năng. Ở đây thì có thang máy. Thang máy. Và thứ hai nữa là có cầu thang bộ bên cạnh. À, mình đi lên một tầng thì chắc các tầng giống nhau đúng không? Thì cũng như lần trước mà Nam tư vấn ấy, thì mình đang tính để cái tầng 2 này là làm kiểu dạng hộp ngủ. Tầng 2 này mình đang để làm hộp ngủ, trước sau là hộp ngủ hết. Thì đằng trước có thể là cho nam mà đằng sau này là cho nữ. Mỗi hộp ngủ này thì đang tính là khoảng độ 6 người ở. 6 người ở, nghĩa là ở chung đấy. Hay quá. Thì ở đây là bố trí một cái nhà vệ sinh là phía trước là khu vực để phơi phóng. Và hộp ngủ thì do số lượng người ở nó lớn hơn, nếu mà tăng lên 8 người thì mình sẽ làm thêm một cái nhà tắm ở đây. Một cái nhà tắm ở đây nữa thì chỉ có tắm thôi chứ không vệ sinh. Vệ sinh thì một cái mà tăng thêm cái phòng tắm cho mọi người. Ok, nếu mà làm sleep box hộp ngủ đó thì ở đây nó cũng một số đối tượng khách hàng muốn ở riêng tư hay muốn tiết kiệm chi phí thì cũng rất là tuyệt vời. Nhưng mà tất cả đều phải thử nghiệm. Mình làm thử nghiệm một tầng thôi, đo lường như thế nào. Thì theo Nam thì cũng nên khi hộp ngủ thì cũng nên có một cái ban công khoảng cho họ đi ra. Bố trí một cái ban công cho họ ra. Có thể là một cái giải pháp phơi đồ cho những cái hộp, trong những người cho hộp ngủ này. Mình nên ngăn, nếu mà làm bếp nếu mà bố trí bếp trong cái hộp ngủ là bếp nhỏ thôi thì mình sẽ ngăn lại một cái khu để làm cái bếp để là cho cách mùi luôn bên ngoài. Nghĩa là trong cái phòng của cái dạng hộp ngủ này cũng nên có bếp riêng cho bếp nhỏ thôi, nhỏ để mọi người có thể là chờ nó, nhưng mà nó tránh ảnh hưởng thì nó nên để ra ngoài, mình tách biệt ra để cho nó tách biệt đỡ mùi. À. Mình chủ động mình ngăn bằng vách thôi. Có thể cho nếu mùi bếp thì cho ra ngoài luôn. Và có một ban công ở bên này thì bố trí thêm một ít một phòng tắm. Bên này có thể bố trí thêm bếp. Bếp nhưng mà cứ ngăn vách để cho bếp nó ra ngoài luôn. Có thể là nấu ra ngoài. Đây để còn tính cái phương án điện nước cho nó. Điện nước đây thì đang xây thì rất là dễ. Phía sau thì chắc cũng tương tự như vậy đúng không? Phía sau tương tự vì nhà này nó là hai mặt thoáng. Hai mặt thoáng. Đây là một công trình mới lên cái tầng 3. Đang làm tầng 3. Mới lên tầng 3 mà dự kiến là lên 5 tầng. Thì cách sàn thì giống nhau thì Nam đi nghĩ là cách sàn giống nhau thì mình cứ tham khảo một tầng có thể mình làm thôi. Thế bây giờ là đây là làm mô hình có một cái kiểu là hộp ngủ ở tầng 1. Đằng trước là cho phân khu nam và sau phân khu nữ. Nhưng ở phía trên ý, thì mình lại bố trí là dạng căn hộ chia nhỏ chia phòng để cho thuê kiểu dạng phòng. Ra lên trên tầng chúng ta cùng làm. Cái cầu thang thì nó đang mới xây nên anh em đi leo thang cái thang tre bẽo mã ơi, đi cái thang tre thôi, cái thang nó vừa xây nó bị bong mất. Nam lên camera chịu khó tí nhá. Có neo được không? Không chuyển máy đây anh cầm được. Được, cẩn thận em. Camera nhất nhiệt tình. Rồi, đây thì ở trên này thì diện tích thì nó cũng tương tự thôi, cũng vẫn hai mặt thoáng. Đây là ô thang máy. Thang bộ. Thì hiện tại thì Nam đang bố trí kiểu chia phòng là bắt đầu từ đây vào là một phòng và phía trước cũng thế là ra là một phòng. Thì diện tích mỗi phòng nó đang khoảng độ 32m2. Thì cái giá thuê của những cái khu vực như này 32m2 này thì nó khoảng thuê được khoảng 4 triệu đến 4,5 triệu ở thị trường này. Thì theo như Nam thì mà cái này nó phù hợp, mình có làm cả gác xép nữa, phù hợp với một gia đình ở.
Đấy thì mình thấy rằng rất nhiều người bây giờ người ta đang tối ưu bằng cách là người ta chia nhỏ ra mỗi phòng chỉ khoảng 15 mét vuông thôi, đúng tiêu chuẩn quy định. Sau đó chia nhỏ ra thì cái đối tượng khách hàng với phân khúc khách hàng nó nhiều hơn, mà nó cũng vừa với túi tiền. Ví dụ như là ở đây nếu mà một phòng thì chúng ta sẽ cho thuê được có 4,5 triệu, nhưng nếu mà chúng ta chia hai phòng thì mỗi phòng chúng ta có thể cho thuê được 3,5 triệu một phòng. Nếu mà phòng mặt sau mỏng thoáng có thể thuê được 3,5 triệu. Okay. Thì theo như là Nam thì là nên lựa chọn phương án nào để nó phù hợp hơn? Theo mà khi đi khảo sát một phòng rồi thì thấy ở đây là phù hợp với phân khúc vừa vừa hơn. Đây là một thuộc huyện Hòa Đức, Hà Nội. Mặc dù ở huyện nhưng mà cũng rất là phát triển, nhu cầu thuê trọ khá là cao. Đây là trọ cao cấp ha. Thì theo Nam thì cũng không nên để cái căn mà 30 mấy mét vuông trong một cái căn đâu. Thì cái đối tượng khách hàng nó ít và cái doanh thu thu lại cũng thấp hơn. Đầu tiên nó để cho mình làm, để làm nó có nó đảm bảo được ánh sáng, khí tươi cũng cho giúp các cư dân ở đây ở rất là thoải mái. Thì đầu tiên là mình Nam chia sẻ về cái chỗ cửa. Mình nên bên nhà bên cạnh, nó quan sát là nhà bên cạnh là không có cái chưa có kế hoạch xây, chưa có hạch xây, do đó mình nên đặt cái cửa kính ở đây. Mục đích để làm gì? Lấy sáng. Để lấy sáng để mình tiết kiệm, ban ngày họ không bật điện, tự động tiết kiệm lấy ánh sáng cho những cái hành lang đi bộ cũng như thang máy. Khi bước ra là có ánh sáng, là mình không cần bật điện mà vẫn có sáng. Còn ở đây thì Nam nghĩ là Nam nên chia làm hai ô nó phù hợp hơn. Có phân khúc mà 3 triệu hay 3,5 triệu thì nó sẽ phù hợp hơn rất nhiều. Và hãy nhớ rằng là làm một gác xếp, thay vì mình đầu tư cái giường thì mình nên làm một cái gác xếp, nó sẽ phù hợp hơn. Ví dụ như đây là bạn chừa một cái lối đi, khu vệ sinh này, chừa một cái lối đi vào đây thì để cho nó vừa thôi. Thì cái khu này bạn có thể làm một căn khoảng 15 mét vuông, khoảng 15 mét vuông, và bạn bố trí trong hệ thống toilet đây này, thì bạn bố trí cho họ một cái tủ quần áo bằng cái cách xây sẵn học, và mình chừa cái cửa, hoặc là mình làm thêm một cái bố trí thêm một cái bếp nữa, bếp mini nhỏ cho họ sinh hoạt. Như vậy là trên hệ trục, trên hệ trục toilet và trên cái hệ trục tủ quần áo thì mình đặt một cái gác xếp mình tương đương với khoảng là hơn 3 mét vuông, để đảm bảo cho như một cái giường ngủ họ. Thì nó chiều cao nó đảm bảo là 1m9 để cho tất cả những người chiều cao 1m8 vẫn vào được. Thì lưu ý rằng là khi mình đã đặt như vậy, phòng bé như vậy đó, thì ánh sáng cái từ cực kỳ quan trọng. Ánh sáng cái từ thì ở đây là nông quan sát bên kia là nó không có cái nhà xây chưa đến, do đó là nhớ là làm ô cửa lặt ngay tại cái toilet và làm cái ô cửa lặt ngay tại gác xếp để cho đảm bảo ánh sáng và khí tươi. Nó đảm bảo trong phòng thì lúc đó khách cũng sẽ dễ chịu hơn. Khi ô cửa lặt nó thì nó như thế này, khi ô cửa lặt nó thì khách hàng có thể lặt lên và phơi đồ gió bản khu được, thì nó sẽ giúp cho mình. Có một số cái mô hình mẫu mình sẽ gửi cho bạn, thì bạn có thể mình đưa vào cái nó vào cho các anh em hình dung rằng là chỉ cần một cái gác xếp nhỏ. Thực tế thì khách hàng nó không sinh hoạt ở trên gác xếp đâu, họ chỉ ngủ trên gác xếp thôi. Thì đó làm vừa nhỏ vừa tiết kiệm chi phí, mà để vừa cái không gian phòng nó rộng hơn. Những cái nào chỗ nào mình cần làm gác xếp mình làm và nên làm trên cái hệ trục toilet và hệ trục tủ quần áo. Ví dụ như là đây chia một phòng phát ra rồi, thì ở đây nó sẽ là một phòng nữa. Đúng rồi. Thế thì bây giờ là nếu ví dụ như một phòng ở phía ngoài đây mặt thoáng này rồi, thì cái nhà vệ sinh thì mình để ở bên trong này hay để bên ngoài này? Và thông thường thì chúng ta bố trí gác xếp nó sẽ trên nhà vệ sinh đúng không? Thế thì như ở đây thì là nhà vệ sinh ở ngoài đấy chẳng hạn, thì gác xếp mình để ở đây thì tận dụng luôn cái này, hay là mình đẩy gác xếp ở bên phía trong này? Nên tận dụng ở trục vệ sinh này, nằm xuôi vệ sinh để phơi đồ luôn đúng không? Kết hợp cái phơi đồ ở ngoài này vào trục vệ sinh đây, rồi cái bếp cũng như là cái tủ quần áo quay vào đây luôn. Quay vào đây. Đây là thì một cái hành lang thoáng, lấy cửa sổ ánh sáng. Tuyệt vời. Như vậy khi mà cái đoạn góc xếp nó chỉ nằm ở trên cái đoạn này thôi, khoảng hơn 3 mét vuông, 4 mét vuông thôi, nằm tới khu vực đó là đảm bảo được rồi. Như vậy đối với phòng này thì rất thoáng, phòng sẽ được giá hơn. Còn được giá hơn. Và nhớ rằng ở đây trần 3m6 thì nhớ ít nhất về chiều cao của góc xếp 1m9. Để cho đảm bảo ai cũng không có đụng đầu. Mình để làm 2m luôn. Đúng rồi, đó dễ yên tâm. 2m thì phía trên vẫn còn khoảng 1m4. Ở trên có đóng thạch cao không? Không. Mình đúng rồi, làm kia. Chỉ có làm thạch cao ở chỗ che các cái ống kỹ thuật thôi. Ống kỹ thuật thôi. Đó. Thì khi đây là một trong quá trình xây dựng, khi các bạn lên thì nếu anh chị yêu thích bất động sản cho thuê, nhớ đến đây sau khi hoàn thành anh chị đem ghé đến đây.
để xem nó thực tế và những cái gì mà chúng tôi đang tìm cách, mọi cách để giúp cho khách hàng, thì chắc chắn là sẽ có những con số biết nói thực tế về doanh thu cũng như thực tế về khách ở khi mà họ vào tham quan những cái mô hình được chúng tôi tư vấn. Cảm ơn Nam, vì thực ra là các bạn ạ, hiện tại bây giờ do ngày hôm nay Nam mới ra mà mình mới được Nam tư vấn, nhưng mà cũng là cái câu chuyện rất là muộn với mình rồi, vì nếu mà bây giờ mình nghe, mình theo cái phương án tư vấn của Nam ấy thì mình thấy rất hiệu quả, nhưng mà mình đã xây lên tầng 3 rồi và những cái gì Nam tư vấn thì những cái tầng bên dưới này bây giờ mình phải đập đi, mình phải đập một số ô thoáng để lấy thoáng sáng đi, vì mình không nhìn ra cái điều đó từ trước, dẫn đến là khi đập đi thì phát sinh thêm nhân công và mình đã tốn những cái vật liệu đi rồi, và muốn thay đổi công năng thì bây giờ mình lại phải vẽ lại toàn bộ cái mặt bằng này. Nên là cái việc mà thiết kế nhà dòng tiền này ấy, chúng ta phải thực sự là cần phải có được cái sự tư vấn của các chuyên gia, vì họ đã tiếp xúc với khách hàng, họ đã nắm được insight khách hàng, nắm được cái nhu cầu của thị trường, và người ta sẽ tập trung vào là làm những phân khúc nào, làm những loại phòng nào, công năng nó như thế nào. Thì có lẽ rằng là những người làm nhiều, người ta sẽ có rất nhiều những cái ý tưởng, rất nhiều những cái kinh nghiệm để chia sẻ cho chúng ta, để cho chúng ta tránh chúng ta bị mất tiền, hoặc là mai sau chúng ta sẽ khai thác nó không hiệu quả và chúng ta cải tạo lại. Thì khi mà đã làm lên rồi, cải tạo lại thì nói thật với các bạn là tốn rất nhiều tiền, đập đi phá lại rồi làm những cái gì chúng ta làm lên rồi chúng ta bỏ đi thì nó rất lãng phí. Nên chính vì thế là rất là tuyệt vời nếu mà chúng ta cũng đang có định xây nhà dòng tiền để khai thác cho thuê, thì tùy vào từng khu vực, tùy vào phân khúc, tùy vào cái nhà của bạn, bạn sẽ có những cái phương thức khác nhau. Nhưng mình nghĩ rằng ý kiến của chuyên gia, ý kiến của những người đã từng làm trong lĩnh vực này hàng chục năm rồi thì sẽ cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm. Nên là mình nghĩ rằng là nếu mà các bạn có nhu cầu hoặc muốn làm nhà dòng tiền ấy, thì hãy liên hệ với bạn Nguyễn Thế Lam, là lãnh đạo chủ tịch của BIS Holding, một trong những cái hệ thống chuyên về vận hành, khai thác và đầu tư bất động sản dòng tiền rất hiệu quả ở thị trường Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh. Rồi, cảm ơn bạn Nam đã đến hỗ trợ tư vấn giúp mình nhé. Không sao, may là giờ là vẫn còn cơ hội, cho nên khi mà hoàn thành rồi thì nó rất khó, đúng không? Đúng rồi. Và đây là cái một cái nơi mà Nam thực tế, nó cũng theo từng bước anh em. Khi sau khi khảo sát thị trường, biết được tất cả mọi thông tin ở thị trường xung quanh đây rồi, thì mình muốn bố trí loại mô hình nào cho phù hợp. Có những cái mô hình chỉ là trọ cao cấp hay khai thác hiệu quả, có những cái nơi mà mô hình căn hộ dịch vụ khai thác hiệu quả, một số mô hình căn hộ dịch vụ luxury nghĩa là cao cấp lên hiệu quả, còn một số cái mô hình mà có thể căn phòng cho thuê, hay là mô hình sleep box, hay là rất là nhiều cái mô hình cho thuê khác nhau. Nhưng mà bắt đầu từ việc khảo sát, phải đó có sự đo lường cái khách hàng ở đó họ có nhu cầu như thế nào. Thì rất chúc mừng Nam, ở đây là một mô hình rất tuyệt vời đó, chắc chắn là ở đây sẽ đông khách với mô hình phân khúc vừa phải rãi á, chắc chắn thì rồi. Nam sẽ thành công. Cảm ơn Nam, hy vọng rằng là với những cái công trình đầu tư tiếp theo thì cũng sẽ nhận được cái ý kiến đóng góp và tư vấn của Nam về những cái tòa nhà tiếp theo của mình. Rồi, Nam sẵn sàng. Rồi, cảm ơn anh chị em, cảm ơn những bạn bè, những cái khách hàng thân thuộc của bạn Nam. Xin chào và hẹn gặp lại. Video nó dài đúng không? Rồi.